Nhưng mà đi khám bốn bệnh viện thì đều là bốn bệnh án khác nhau. Và đương nhiên là những cái bệnh án ấy cũng đều là liên quan đến xương khớp cả. Thì Hiền cứ theo cái đông y hết năm 16 là cái phác đồ đông y là kéo giãn cột sống này, xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu. Nói chung là tất cả các trường hợp về đông y là mình trải qua hết năm 2016 và cũng không có hiệu quả mà người cũng càng ngày càng yếu đi. Thì năm 2017 thì Yên có lại bỏ tây đông y và theo tây y đúng 1 năm, và sức khỏe lúc này thì tây y phác đồ của họ thì chỉ có kháng viêm giảm đau và bổ thần kinh thôi. Thì đương nhiên cái lúc này là đã bị phá hủy nội tạng gần như là 70-80% rồi vì cái tác dụng phụ của tây y. Thế là xong thì lại cũng ra hết năm 2017 là ra viện ròng rã đi về. Về thì qua Tết, ăn Tết xong đến năm 16, ngày 16 tháng 2 năm 2018 lại đi viện tiếp. Lúc này thì cũng chán hết cả các bệnh viện rồi, đi gần như cục cả cái miền Bắc rồi, đâu cũng đi rồi. Thì lúc này là vào bệnh viện Đại học Y Hải Phòng. Thì cái bệnh viện rất là thường thôi, và thế mà lại tìm được ra bệnh là mất canxi không bù. Cái canxi của mình hàng ngày nó cứ thoát ra liên tục và hạ kali máu, thừa canxi huyết nó cứ ra máu, nó cứ lấy canxi xong rồi nó dùng không dùng mà nó lấy xong nó thải ra ngoài, thì mất canxi không bù. Và Yên cũng theo cái phác đồ điều trị từ Tết cho đến 22 tháng 5 thì cũng cái phác đồ điều trị là tây y đó, nhưng mà cũng không có kết quả, lúc này cũng yếu lắm rồi. Thì ngày 22 tháng 5 là viện nó người ta không điều trị cho mình nữa, người ta trả về. Thì lúc đấy về thì trong cái bệnh án mà mình mang về thì một đống tác dụng phụ của tây y để lại, mình xin kể một loạt đấy ra là suy tim, suy thận, men gan cao 500, suy gan, suy tim độ 2 nhé, men gan cao 500, chảy máu dạ dày, xẹt phổi do nằm lâu, và đại tràng thì hỏng bét nhè rồi, trĩ thì chỉ có to bằng nắm đấm thôi, mà biến dạng xương lồng ngực, biến dạng xương chậu, biến dạng xương hộp sọ. Yên thì cao 1m63, nặng 52 kg, nhưng mà cái lúc biến dạng đấy thì tất cả các xương của mình đã xẹp hết xuống rồi, nó chỉ lùn có 1m40 thôi và nặng có 39 kg thôi, lúc gọi là kiệt quệ. Thế là đến lúc một đống tác dụng phụ của thuốc tây thuốc nam để lại như vậy, mà đương nhiên máu thì thừa rất nhiều cu-xin. Cái cu-xin đó là ở thuốc nam, và thuốc nam nó để lại là từ những chất lưu huỳnh tẩm ướp á. Máu thì xét nghiệm thừa nhiều cu-xin lắm, nên là lúc đấy trả về thì đương nhiên là về thì cũng vẫn không đầu hàng, cũng vẫn mời theo các bác sĩ chuyên khoa và trưởng khoa của bệnh viện đại học và điều trị tại nhà. Thì điều trị thì cái phác đồ vẫn là tiêm canxi và tiêm cái thuốc trợ tim. Thì lúc ấy người cũng mệt lắm rồi, người mệt lắm rồi, nhưng mà bởi vì Hiên đi viện, Hiên chuyển những cái bịch canxi 10 triệu một bịch canxi chỉ tí tí thôi, nhưng mà thực tình ra thì nó cũng không vào được xương. Truyền và tiêm rất nhiều canxi mà không vào được xương, nó chỉ có nằm ở máu và từ từ nó theo đường tiểu nó ra ngoài. Thì không vào được xương như thế thì xương của mình hàng ngày nó đều cứ cứ mềm đi như thế, và Hiên đã bị gãy toàn bộ xương sườn, không còn cái xương sườn nào nhé, gãy toàn bộ. Và xương sườn thì đương nhiên gãy thì không bó được, và nó gặp đâu nó liền đấy, nó đủ các hình. Bây giờ người Hiên nó đủ các hình, xương sườn nó vẹo lung tung cả. Thế là đến khi trả về thì tháng 8 năm 2018 là Hiên tiếp cận được cái sản phẩm này trước. Tuy rằng mất canxi không bù, người co quắp hết lại, nhưng mà uống cái sản phẩm này vào được khoảng 10 ngày thì tất cả những cái cơ của nó bó, thiếu canxi là nó bó cơ mà, nó bó cơ, nó tạo cơn co giật. Thì uống cái sản phẩm này vào thì nó giãn cơ ra, trong 10 ngày đầu là nó giãn cơ ra, Hiên đã xoay được người. Hiên mà xoay người từ bên đây sang bên kia đó là phải mất 30 phút mới xoay được, nhưng khi uống cái này vào ấy, 10 ngày là đã xoay người, chỉ trong vòng 15 phút là đã xoay được. Đó là giãn cơ. Mặc dù thiếu được thiếu canxi nhưng không tiếp cận canxi từ lúc đầu. Và dùng cái này trong vòng được
Hiên mới dùng canxi này. Và canxi này Hiên dùng tháng 3 hộp và đương nhiên là 15 ngày bắt đầu Hiên đứng dậy tập đi. Tập liên tục cho đến vòng 3 tháng. 3 tháng thì lại gặp một cái sự cố vì tập mệt mỏi quá, gặp cái sự cố là gãy chân phải. Gãy chân phải thì khi gãy chân phải thì vào bệnh viện thì cầm theo một cái bệnh án của lần trước ra viện ấy, đưa cho bác sĩ để bác sĩ biết là những cái bệnh án trước của mình là bị những cái bệnh gì. Và đương nhiên là khai với bác sĩ là bị suy tim, thì bác sĩ bảo nếu mà suy tim thì không thể mổ được để ghép chân. Nhưng mà rất may bác sĩ là cho khám rất kỹ về tim, gãy chân nhưng không có mổ ngay, phải nằm một tuần để theo dõi cái tim mạch. Thì bác sĩ đến ngày mổ rồi bác sĩ bảo chị khỏi, không bị suy tim nữa rồi. Thì Huyên rất là mừng thầm trong người là mình uống 3 tháng hộp này mình đã khỏi suy tim độ 2, và bây giờ mừng một cái là mình được mổ góp chân rồi, chắc chắn là vẫn có hy vọng sống. Nên là Hiên lúc đấy thì Hiên vào viện, Hiên dùng đồng loạt sản phẩm uống đi, nhưng mà đương nhiên là dùng giấu rồi nhá, không dùng cho bác sĩ biết đâu, bác sĩ biết là mắng chết. Giấu giấu thì trước cái hôm mổ chân ấy thì là Hiên đến lịch mổ chân thì bác sĩ bảo từ tối hôm nay không được ăn gì, và Hiên quyết tâm là Hiên ăn từ tối hôm nay đến buổi trưa hôm sau mổ chân. 9 giờ hôm sau mổ chân Hiên ăn hết 15 viên táo, cứ ăn táo như thế để nó bổ sung, nó vừa có máu để cho mình, không thì mình cũng yếu như này mà không bị tim chăng nữa, nhưng mà gây mê chắc chắn là nếu mà bắt nhịn ăn lâu vậy thì không hồi được, không hồi tỉnh được, gây mê chắc không hồi tỉnh. Nên là Hiên đã được mổ chân thành công và Hiên tỉnh táo và hết liều kháng sinh thì Hiên cũng được xuất viện. Và khi xuất viện thì Hiên về Hiên nằm tiếp liệt 4 tháng nữa, 4 tháng nữa nằm liệt chỉ ăn một chỗ và ấy một chỗ thôi. Và đương nhiên cái tiểu tiện là không tự chủ, nó thích ra lúc nào ra, không không kiểm soát được nó, và cái tiền bỉm nó nhiều hơn là tiền tiền dinh dưỡng. Nên là khi Hiên về thì Hiên dùng đồng loạt, cứ yêu cái gì là dùng cái đấy, dùng sản phẩm này. Nhưng mà Hiên dùng được 4 tháng thì bước sang tháng thứ 5 thì Hiên tháo bột, vừa nẹp đinh lại vừa tháo bột vừa bó bột. Người ta chỉ nẹp đinh là không bó bột nữa, nhưng mà mình phải hai chức năng. Thế là mình bó bột vào như thế thì lúc đấy là mình tự tháo bột ở nhà, bởi vì đi viện bác sĩ không không đủ khả năng để tháo bột cho mình, bác sĩ cứ sợ tháo bột ra là chân mình lại gãy trở lại nên bác sĩ cũng không có cho tháo. Thì lúc đấy là tự nhà tháo, tháo ra thì mình nẹp bằng cái nẹp di động kia, tháo ra tháo vào để tắm, chứ không nó cũng phân hủy hết chân, vì chân nẹp lâu quá nó có tín hiệu bị kiểu như là thối ở cái bắp chân. Thì em mới gia đình mới quyết bỏ ra. Bỏ ra thì Hiên thấy Hiên đầu khớp khớp gối này sưng hết lên và nó có tín hiệu phân hủy chân, thì Hiên lúc đấy Hiên cũng hiểu sản phẩm và Hiên bắt đầu thải độc. Và đương nhiên là thải độc cái thì chân của Hiên đã lành và hết những cái sưng khớp, cái khớp này bó lâu quá nó sưng nó co cứng. Nên là Hiên yêu Hiên dùng, và đương nhiên là Hiên tập đi 6 tháng thì Hiên bỏ được gậy ra và Hiên không không cần phải chống gậy nữa, không cần phải chống gậy nữa, mà bây giờ Hiên vẫn đi và dùng những sản phẩm của UCT này bình thường. Bây giờ thì yêu sản phẩm, nó thích cái gì dùng cái đấy thôi, nhưng mà đương nhiên là vẫn phải dùng cái này. Nên là ai mà quan tâm đến sức khỏe mà gặp sản phẩm UCT thì đó là cái phúc lớn, phúc lớn của gia đình vẫn còn, chứ nếu mà gặp rồi mà từ chối thì coi như phúc họ hãn kém. Nên là thôi Hiên xin phép chia sẻ bài chia sẻ đến đây nhé, tạm biệt mọi người.